Một ông bố trẻ, một thông báo trên Apple Watch được cho là đã kịp thời cứu mạng ông bố trẻ của hai đứa con nhỏ tại Anh. Theo đó, chiếc Apple Watch đã phát hiện nhịp tim bất thường, và ứng dụng ECG đã đưa ra cảnh báo với ông bố 30 tuổi Gritmin của hai đứa con nhỏ. Ngay lập tức, anh này đã tới bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Theo The Sun, ban đầu, các bác sĩ hoài nghi về thông báo từ Apple Watch, nhưng khi tiến hành khám kỹ hơn bằng các thiết bị của bệnh viện, kết quả là anh này phải tiến hành điều trị để tránh cơn đau tim hoặc đột quỵ. Các chuyên gia về tim mạch sau đó đã kết luận Gridmin bị hở van tim và cần phải phẫu thuật gấp. Sau khi tránh được nguy hiểm tiềm tàng với sự trợ giúp của Apple Watch, vợ của Grid, cô Tiffany đã chia sẻ điều này với CEO Tim Cook và nhận được phản hồi. Báo cáo cũng cho biết, Grid là người chăm tập thể dục và nhấn mạnh các tính năng sức khỏe trên Apple Watch có thể hữu ích cho tất cả mọi người ở mọi lửa tuổi. ECG chỉ có từ Apple Watch Series 4 và các phiên bản sau đó.